Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 2, chương trình sách cánh diều. Rồi bây giờ mời các em mở sách giáo khoa, bài 12, phần bài đọc 2, sáng kiến của bé Hà. Rồi trước hết là mời các em chúng ta cùng nghe bài đọc. Sáng kiến của bé Hà. Ở lớp cũng như ở nhà, bé Hà được coi là một cây sáng kiến. Một hôm, Hà hỏi bố: "Bố ơi, sao không có ngày của ông bà bố nhỉ?" Thấy bố ngạc nhiên, Hà bèn giải thích: "Con đã có ngày 1 tháng 6, bố là công nhân có ngày 1 tháng 5, mẹ có ngày 8 tháng 3, còn ông bà thì chưa có ngày lễ nào cả." Hai bố con bàn nhau lấy ngày lập đông hàng năm làm ngày của ông bà. Vì khi trời bắt đầu rét, mọi người cần chăm lo sức khỏe của các cụ già. Ngày lập đông đến gần, Hà nghĩ mãi mà chưa biết nên chuẩn bị quà gì tặng ông bà. Bố khẽ nói vào tai Hà điều gì đó. Hà ngả đầu vào vai bố: "Con sẽ cố gắng bố ạ." Đến ngày lập đông, các cô, các chú đều về chúc thọ ông bà. Ông bà cảm động lắm. Bà bảo: "Con cháu đông vui, hiếu thảo thế này, ông bà sẽ sống 100 tuổi. Ông thì ôm lấy bé Hà nói: "Món quà ông thích nhất hôm nay là chùm điểm 10 của cháu đấy, theo Hồ Phương." Rồi ở đây các em hiểu cây sáng kiến có nghĩa là người có nhiều sáng kiến. Ngày lập đông, ngày bắt đầu mùa đông. Ngày của ông bà. Từ năm 1991, ngày 1 tháng 10 hàng năm đã được lấy làm ngày quốc tế người cao tuổi. Chúc thọ, tức là chúc mừng người già sống lâu. Rồi tiếp theo là các em sang phần đọc hiểu. Dựa vào nội dung bài đọc, các em bấm tạm dừng video và trả lời các câu hỏi. 1. Bé Hà hỏi bố điều gì? 2. Vì sao bé Hà và bố chọn ngày lập đông làm ngày của ông bà? 3. Gần đến ngày lập đông, Hà còn băn khoăn chuyện gì? 4. Món quà Hà tặng ông bà là gì? Rồi các em bấm tạm dừng video và các em suy nghĩ trả lời nha. Rồi trước hết là các em trả lời câu hỏi số 1. Bé Hà hỏi bố điều gì? Một hôm Hà hỏi bố: "Bố ơi, sao không có ngày của ông bà bố nhỉ?" Như vậy, bé Hà hỏi bố vì sao không có ngày của ông bà. Câu hỏi số 2. Vì sao bé Hà và bố chọn ngày lập đông làm ngày của ông bà? Hai bố con bàn nhau lấy ngày lập đông hàng năm làm ngày của ông bà. Vì khi trời bắt đầu rét, mọi người cần chăm lo cho sức khỏe của các cụ già. Vậy các em trả lời câu hỏi số 2. Bé Hà và bố chọn ngày lập đông làm ngày của ông bà. Vì khi trời bắt đầu rét, mọi người cần chăm lo cho sức khỏe của các cụ già. Câu hỏi số 3. Gần đến ngày lập đông, Hà còn băn khoăn chuyện gì? Ngày lập đông đến gần, Hà nghĩ mãi mà chưa biết nên chuẩn bị quà gì tặng ông bà. Rồi như vậy các em trả lời câu hỏi số 3. Gần đến ngày lập đông, Hà nghĩ mãi
mà chưa biết nên chuẩn bị quà gì tặng ông bà. Câu hỏi số 4. Món quà Hà tặng ông bà là gì? Ông thì ôm lấy bé Hà nói, món quà ông thích nhất hôm nay là chùm điểm 10 của cháu đấy. Như vậy, món quà Hà tặng ông bà là chùm điểm 10. Rồi như vậy, các em trả lời câu hỏi số 4. Món quà Hà tặng ông bà là chùm điểm 10. Tiếp theo em sang phần luyện tập. 1. Nói lời Hà chúc mừng ông bà và lời đáp của ông bà. A là nhân ngày của ông bà. B là nhân dịp năm mới. Ở đây các em làm theo mẫu. Năm mới, cháu kính chúc ông bà luôn mạnh khỏe ạ. Ông bà cảm ơn cháu. Rồi dựa theo mẫu này, các em bấm tạm dừng video và các em suy nghĩ làm bài nha. Rồi trước hết là câu E, nhân ngày của ông bà. Lời Hà chúc mừng ông bà. Các em có thể tham khảo lời chúc như sau. Nhân ngày của ông bà, cháu chúc ông bà luôn mạnh khỏe và hạnh phúc bên con cháu ạ. Lời đáp của ông bà, cháu của ông bà ngoan quá, ông bà cảm ơn cháu gái rất nhiều. B. Lời Hà chúc mừng ông bà nhân dịp năm mới. Rồi các em có thể tham khảo lời chúc như sau. Nhân dịp năm mới, cháu gái chúc ông bà thật nhiều sức khỏe và niềm vui để sống thật lâu bên con cháu ạ. Lời đáp của ông bà, ông bà cảm ơn cháu gái nhiều nhé. Ông bà cũng chúc cháu luôn chăm ngoan học giỏi và có nhiều ước mơ trong cuộc sống. Phần 2. Nói lời ông bà khen Hà và lời đáp của Hà. A. Khi Hà tham gia cuộc thi văn nghệ của trường. B. Khi Hà được cô khen tiến bộ trong học tập. Rồi trước hết là các em bấm tạm dừng video và các em làm bài trước ra giấy nhép. Sau khi làm xong thì các em sẽ bấm tiếp tục và các em tham khảo xem mình có chỗ nào cần phải bổ sung thêm không. Rồi trước hết là lời khen của ông bà khi Hà tham gia cuộc thi văn nghệ của trường. Các em có thể tham khảo. Ông bà rất vui khi cháu tham gia cuộc thi văn nghệ của trường. Cháu của ông bà giỏi quá, cố gắng lên cháu nhé. Lời đáp của Hà. Cháu cảm ơn ông bà, cháu sẽ cố gắng hết mình ạ. B. Khi Hà được cô khen tiến bộ trong học tập. Rồi các em tham khảo lời ông bà khen Hà. Cháu của ông bà giỏi quá, hãy phát huy cháu nhé. Lời đáp của Hà. Cháu cảm ơn ông bà, cháu sẽ cố gắng để xứng đáng là cháu ngoan của ông bà. Rồi như vậy, bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em đừng quên ủng hộ thầy giáo bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông, like và chia sẻ video cho bạn bè cùng xem. Rồi xin chào và chúc em học tốt.